Vâng, em lại xin chào tất cả các bác. Hôm nay shop Trường Thảo đến từ Bắc Giang giới thiệu với các bác một bộ sản phẩm, đó là bộ đồ bắt ong rừng cao cấp nhất của năm 2019. Thì cái bộ sản phẩm này nó nằm trong cái túi sách này nhá. Túi sách cũng đã rất đẹp rồi thì em mở cho các bác cùng xem. Đây ạ, bên trong cái túi sách này thì có một mũ bảo hộ này, găng tay này, khẩu trang chống độc và một kính này. Kính thì em đã giới thiệu với các bác rồi. Đi bắt ong rừng thì nhất định là các bác phải đeo nhé, để phòng ong nó đái vào mắt. Đây ạ, bên trong của bên túi sách này là bộ này, em dở cho các bác cùng xem. Chất liệu cao su các bác nhé, màu này là dàn di, rất chi là dày dặn và đẹp. Đây các bác nhé, rất dày và đẹp. Cái bộ đồ này là có size nhá các bác ạ. Các bác mà đặt hàng bên em thì cho em chiều cao và cân nặng. Em sẽ gửi các bác đúng một bộ mặc vừa vặn. Ổng liền này, găng tay liền này, chất liệu cao su, nhưng mà khi đi rừng có một đôi găng tay đi theo thì các bác nhất định là phải đeo vào nhé, cho độ an toàn nó cao tuyệt đối. Còn đây là đường khóa, quay gần lên, đây là đường khóa rất to mà chắc chắn, đường dính đây, may rất cẩn thận. Còn cái lượt bên trong đây là các bác này, cái lượt bên trong nó là như là một cái lượt bạc đấy nha các bác nhé. Đây ạ, không có thể con ong nào mà đâm xuyên qua được cái bộ này cả. Đây là ô thoáng này các bác này, ô thoáng đây, ô thoáng đây. Ở trước mặt thì là một tấm lưới hai lượt thế này các bác nhé, an toàn tuyệt đối. Nhưng mà khi đi rừng nhất thiết là các bác vẫn phải đeo kính và đeo khẩu trang, đội mũ. Ô thoáng đây, ô thoáng đây. Người mẫu của bên em sẽ mặc cho các bác thử cái bộ này nhá, cho các bác xem. Các bác xem thì chi tiết cái bộ này trước khi đặt hàng bên em. Và bên em khi giao hàng thì các bác được kiểm tra hàng trước khi thanh toán ạ. Đúng sản phẩm như mình đặt thì các bác thanh toán tiền với bên bưu điện nhé. Chất liệu thì ok rồi, dày dặn đẹp. Một người có thể thao tác dễ dàng được. Đây ạ, khi mặc thì người mẫu của bên em là không đội mũ và không đeo khẩu trang nhé. Nhưng mà nhất thiết khi mà đi rừng thì là các bác phải đeo khẩu trang và đội mũ bảo hộ, đeo kính. Chất liệu đây rất chiều ok. Các bác xem kỹ sản phẩm bên em trước khi đặt hàng nhé. Đây ạ, rất chi là đẹp, chắc chắn. Người mẫu quay một vòng đi xem nào. Đây đằng sau lưng có ô thoáng nhé, trên đầu cũng có ô thoáng nhé các bác nhé. Thế bác nào mà cần đến cái bộ sản phẩm đi bắt ong rừng như này thì liên hệ với cái số điện thoại đấy bên em. Các bác có thể gọi điện trực tiếp để xe để nhìn cái bộ sản phẩm này trước khi đặt ạ. Dày dặn và chắc chắn. Thế em quay cái video này mà bác nào mà cần đi bắt ong rừng đến cái bộ sản phẩm này thì gọi điện đến bên em, em sẽ tư vấn cụ thể. Và các bác xem video và like, ấn vào nút đăng ký để ủng hộ bên em nhé. Mỗi ngày em sẽ giới thiệu với các bác một sản phẩm tốt. Vâng, em xin cảm ơn, xin chào tất cả các bác.